Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với hành trình khám phá của cháu Hiệp nhá. Hôm nay thì team Toàn Giang Mạch sẽ đưa tất cả mọi người đi khám phá một nơi ở của tiên ông và tiên bà. Đấy. Hai cụ ông và cụ bà có một cái căn nhà phải nói là biệt lập, tách biệt với thế giới bên ngoài luôn. Theo như cháu Hiệp được biết thì cụ ông cụ bà là 10 năm rồi chưa đi chợ. Đấy. Thế nào là hưởng thụ và thế nào là biết sống hay là như thế nào mới là hạnh phúc thì mọi người theo chân cháu Hiệp đi nhá. Bây giờ thì anh em mình đang di chuyển từ điểm tập kết xe để mà ra chỗ nhà của ông bà. Thật sự là có lẽ anh em mình sẽ là người thứ duy nhất làm phiền cuộc sống của bà hoặc là biết đến nơi sống của ông bà. Đấy. Để đi được nhà của ông bà thì sẽ phải đi đường mòn lối mở nhé. Phải đi một vòng rất là xa thuộc thôn Ha Cá Thìn của xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang mọi người nhé. Ở đây thì nằm ngay trên một cái khu nghỉ dưỡng, khu homestay và khu du lịch Tả Vi. Đấy. Tuy nhiên thì để tiếp cận được nhà của ông bà thì anh em mình đi một cung đường toát hết mồ hôi, không có đường xe mọi người nhé. Ở đây để nói đến tiếng xe thì có lẽ là nghe tiếng máy bay nhiều hơn tiếng xe. Đấy. Sự thật là khi mà anh em mình đặt chân đến thôi thì đã thấy máy bay bay trên bầu trời rồi. Ung oang trên bầu trời rồi. Wow. Không dễ dàng chút nào đúng không? Hy vọng rằng video này sẽ chia sẻ và tiếp cận được khoảng 10 triệu lượt xem để cháu Hiệp kết hợp quảng bá hình ảnh du lịch của Mèo Vạc Hà Giang. Thấy chưa? Vẫn chưa? Mệt quá các bác ơi. Thật sự là. Đây bây giờ sẽ cho một góc máy để mọi người đi vào thăm ông bà trước anh em mình nhá. Thấy rồi đúng không? Đấy. Thật sự là quá hùng vĩ. Và những người mà yếu tim, sợ độ cao thì có lẽ là không nên trải nghiệm. Đấy. Wow. Đây chính là nhà của hai ông bà mọi người nhé. Theo như cháu hiểu được biết thì hai ông bà ở đây đã được 10 năm rồi. Đấy, như mọi người thấy là bốn phương tám hướng thì không có nhà nhá. Không có nhà. Đấy, chỉ có duy nhất là chuồng trại và nhà cửa của ông bà thôi. Quá tuyệt vời. Anh em mình vừa leo một đoạn dốc bở hết hơi tai mọi người ạ. Đấy, đẹp chưa? Cái con đường bên nhỏ bên góc bên trái màn hình chính là cái đường mà anh em mình sẽ tiếp cận chỗ ở của ông bà nhé. Đây. Trên là vách núi trắng. Đấy. Và đều không có nhà cửa nhá. Đây cháu Hiệp sẽ quay kỹ cho các bác, các cô, các chú và mọi người cùng xem. Không hề có nhà cửa đâu. Đấy. Ôi. Và ngay phía dưới chân núi chính là khu vực bản làng Pả Vi. Đấy. Một trong những cái khu vực mà rất nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng cũng như là điểm đón và trung chuyển khách du lịch mỗi khi đến với Mèo Vạc. Đây. Hình hai cái lò bát quái. Thế nên anh em mình mới tạm gọi là ông bà là như những tiên ông tiên bà sống trên núi. Hết sức tuyệt vời. Đó.
đây có lẽ là cái thước phim mà cháu Hiệp muốn chia sẻ với quý khán giả nhất. Bởi vì là để có được những thước phim này, anh em mình mất rất là nhiều thời gian, mất rất nhiều sức và tìm hiểu cũng như là tìm đường đi lối lại. Đặc biệt là tìm đường đi rất khó. Nếu như đứng ở phía dưới chân khu du lịch Bả Vi thì nhìn ngay là thấy nhà ông bà rồi. Đấy, cách bên này núi thì có một căn nhà nhé mọi người thấy. Đấy, có một căn nhà trắng trắng đấy. Đấy, còn đâu là không có nữa rồi. Đấy, duy nhất ông bà đây. Đấy, duy nhất nhà của ông bà đây. Anh em mình sẽ phải di chuyển khoảng 10 phút nữa thì mình tiếp cận được nhà nô nhà. Dạ vâng ạ. Đó. Hết sức là hùng vĩ luôn. Mọi người cùng theo chân cháu Hiệp vào bên trong xem là có cái gì nhá. Bây giờ cháu Hiệp phải di chuyển bước bộ vào đã. Thì mới biết được là nơi ở của ông bà như thế nào. Anh em mình đi đã là cuối giờ chiều rồi. 3 giờ di chuyển, hiện tại là 4 giờ chiều. Đó, hôm nay thì có thêm một cậu học trò nữa dẫn đường. Ở đây thì có lẽ là ông bà sẽ sống và phụ thuộc hết vào thiên nhiên rồi. Ở trên núi thì có thể là nuôi được dê và nuôi được gia súc gia cầm. Đấy, nét chưa mọi người? Quá là tuyệt vời luôn. Úi giời. Ở đây chỉ có thấy hình ảnh là bạt xanh mấy cả là tận dụng những cái phiến đá để làm chuồng trại thôi và làm khuôn viên nhà. Ở đây thì gần như là ông bà chả đi đâu đấy, bà đang đứng trên mỏm đá đấy mọi người ạ. Đấy, cháu Hiệp sẽ zoom cho các bác xem. Đây, bà đang có lẽ bà ông với bà đang ra soi anh em mình bay máy bay đây. Đây ạ mọi người ạ. Đây. Đó. Tuyệt vời luôn. Đây, mọi người theo chân cháu Hiệp đi khám phá xem là như thế nào nhé. Đây sẽ là những cái thước phim mà để đời luôn, gần như chưa ai khám phá ra. Nhai tù sẽ là? Ít tù chỉ một mi nhỏ là? Ít tù mi nhỏ một cái tao sẽ chè cho tù nhỏ cho tù mi nhỏ á? Bê chào bê đi ạ. Sao đi? Nếu cần tao có tiêu à? Một cái bụi phẹt tao hay bụi phẹt ta cần đi chào cả cho mi tình tao đấy lấy mùa cho lấy hàn lố. Ờ, chào mặt lắm. Mẹ một con đúng không? Không có chồng. Chồng là mất hay là chồng bỏ đi? Ấy chả mà lò. Đây mọi người ạ. Xung quanh thì là đá thôi. Đá là đá rồi. Bây giờ thì anh em mới chính thức là tản bộ để đi ra nhà của ông bà nhá. Không biết là ông bà có mến khách không, có chào đón anh em mình không. Nhưng mà thôi thì đã đến đây rồi thì cứ vào xem như thế nào mọi người ạ. Cứ vào khám phá xem như thế nào. Đâu vào vào hết bên này là đến đúng không? Let's go. Các bác cũng không sao lại
trước đã quay video với nhau một lần rồi đúng không? Đây mọi người ơi, ở đây nhé, ở đây thì sẩy chân một cái thôi là dưới này. Còn bên dưới này nữa là một cái khu rất là sầm uất như lúc nãy cháu Hiệp đã chia sẻ rồi. Còn đối diện bên kia là một cái bản, là bản gì nhỉ? Bản Kho Tấu. Kho Tấu, là đường lên trời Kho Tấu đấy, mà hãy nổi tiếng ở trên mạng xã hội đấy. Nó cũng hết sức là hùng vĩ và hết sức phải nói là như thế nào nhỉ, nó cũng rất là mạo hiểm. Đấy. Đây là một con đường mà có lẽ là say rượu thì không nên đi. Thứ hai là với anh chị mà ở dưới xuôi mà chưa có trải nghiệm ở trên núi bao giờ thì cũng không nên đi. Rất là nguy hiểm. Đấy. Ôi dồi ôi, cẩn thận nhá chồng ơi. Cái này anh nghĩ là ui giời ơi, nô ơi, tập trung đi đường đi thầy, thấy cái chỗ này nguy hiểm lắm rồi. À, ui giời ơi, để mà đi vào đây thì cháu Hiệp rất là run chân, bởi vì nói gì nói đã từng công tác ở xã này và đã từng đi vận động học sinh rất nhiều, nhưng mà đây có lẽ là một cái vùng đất mới mà anh em mình đi. Ở đây là thủ phủ của dược liệu nhé. Có rất nhiều cây hoa bạc hà dại ở trên rừng. Đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà quý khán giả mua sản phẩm mật ong của nhà cháu Hiệp đây. Đây, cây bạc hà. Đây, rất nhiều cây bạc hà. Hoa bạc hà rất nhiều bạt ngàn ở quanh đây luôn, nhưng mà không thấy ai đánh mật. Đây là cây hoa bạc hà dại ở trên rừng nhé. Nó vẫn có mùi thơm hoa bạc hà, nhưng mà hoa bạc hà dại, do vậy là nó sẽ không ra giống hoa bạc hà mà mình ăn rau húng hay là mình ăn phở gì đấy đâu. Đấy. Để có được những sản phẩm mật ong chất lượng thì phải là hút từ cây mật này. Đó, bây giờ đã thấy nhà của ông bà kia rồi. Mọi người cùng cháu Hiệp tiến lại gần xem nhé. Xem là cuộc sống của ông bà như thế nào. Ở đây thì phải nói là gần trời. Gần trời luôn. Tiếng máy bay nhiều hơn tiếng ô tô. Lúc nãy cháu anh em mình đến ấy thì máy bay bay trên trời. Ua luôn. Đó. Đi. Mọi người nếu mà muốn trải nghiệm thì cứ liên hệ với cháu Hiệp nhé. Ngoài ra thì đi thì nên đi dép mà nó bám đá, hoặc là đi giày chuyên để dành cho đi leo núi đấy thì tốt hơn. Còn nếu mà ai mà đi không quen thì tốt nhất là không nên trải nghiệm. Đường đi toàn là đường độc đạo thôi, xong là toàn là đi vách núi thôi. Đấy. Ui. Thì nữa còn tai nạn. Ây xa. Ua. Không hề dễ dàng một chút nào mọi người ạ. Đấy. Thật ra người nhàn nhất vẫn là cháu Hiệp, bởi vì để quay được những thước phim cho các bác xem thì Trọng đang làm việc của gấp đôi con người rồi. Đó, đến nơi rồi các bác ơi. Đây này, dược liệu rất nhiều này, hoa bạc hà này. À, hoa bạc hà, cây hoa bạc hà đây. Đó. Rất là thơm nhá. Mật ong hoa bạc hà thì chỉ duy nhất có ở trên cao nguyên đá Hà Giang thôi. Quý khán giả mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với cháu Hiệp. Bà ở nhà đúng không? Cả ông mà lúc nãy anh thấy hình như có cả ông thì phải. Thế chạy bò. Ờ, biết thò lò chả xả tao chi tao. Ờ, chị quá trà. Mọi người ơi, đến nơi rồi. Đón anh em mình là một cậu gọi là cậu đen. Nhớ chạy giờ. Ôi, chó ở đây lành thế. Không thấy sửa luôn. Này mọi người này. À, con chó không cá à ông? Cháu chào ông bà nhá. Ông bà thì có một cây ổi rất là tuyệt vời nhá. Chắc anh em mình trông sẽ xin một vài quả về ăn gọi là nháp tạm.
Rồi. Ông bà thân thiện lắm mọi người ạ. Đây, Trọng có thể lia máy một vòng cho các bác xem. Ở dưới này là một cái vòng cung, một cái lòng chảo để xuống dưới khu vực du lịch luôn. Nhưng mà sẽ không nhìn thấy nếu không có những cái shot phim ở trên cao đâu. Rất đẹp. Đây, bây giờ mời quý khán giả theo chân cháu Hiệp nhé. Ở đây ông bà có trồng được cái đậu nho nhe này này. Đó. Ông bà gọi là rất thân thiện, anh em mình đến chào mình cũng nói với ông bà là cháu xin phép đến đây để quay phim, thì ông bà thoải mái luôn. Ông nhỉ? Cháu vào nhà nhá ông nhá. Vâng. Ồ. Chứ đi lùm mốc hay loa chị à? Chi chơ thỏ. Chi chơ thỏ là quả. Chi chơ thỏ đây này. Mọi người thấy chưa? Đấy, nếu mà người lạ đến thì chó sủa kinh lắm, nhưng mà cháu Hiệp thì có lẽ là mình yêu động vật thì động vật cũng sẽ thân thiện với mình. Thôi đi vào nhà đi bạn ơi. Nào nào, nào nào, nào. Đây. Ô vua Lý Sư Lạp bây giờ. Đây con chào ông nhá. Nào con bắt tay ông cái cho nó rực rỡ. Sức khỏe ông nhá. Đấy. Đi mọi người ơi, cùng nhau vào nhà nhá. Để cùng bật mí xem là góc này là ông làm gì mà ông lại nhỏ nhỏ như kiểu anh ngoài bếp ấy. Đây rồi. Khả năng là cái bếp. Hoặc là cái gì đấy. Trên này thì lợp gần như là lợp bằng bờ lô thôi. Đấy. Ui giời, cái cửa của ông hấp dẫn quá. Mời quý khán giả vào nhà theo cháu Hiệp nhá. Đây. Đây. Đây, cửa đây. Đấy. À, vướng cục đá để ông đang ông lấy. Vâng, đá. Vâng. Rồi. Ông ơi, con xin phép con kẹp cái mic cho ông một tí. Ông, con kẹp cái này cho ông một tí nhé, để nói chuyện cho nó rộng. Rồi, ok. Đây, xin mời. Ui, cẩn thận nhá. Mọi người di chuyển đến đây thì cẩn thận, bởi vì là sẽ rất dễ cộc vào đây. Wow, ông bà nuôi được dê nhiều thế. Một tàu tuần trí ớ. Xa tù. Xa tù. Ồ, tài xài ô. Chân đi dù nhiều chị chú. Dù là chị tao là. Tu mà tu nho bể chế là sư. Nhớ trên đầu. Chế là mỏ ta nè. Bao chị bao. Tu bỏ mỗi tu tì lâu lò lâu. Cho trả ra nè. Dùng hai ngô. Đấy. Đi xin mời camera di chuyển xuống dưới này để cùng tâm sự với ông bà một chút. Tại vì anh em mình đến cuối chiều rồi thì quay sẽ ánh nắng nó sẽ hơi Ông ở đây được bao nhiêu lâu rồi ông? Ông ở đây được bao nhiêu lâu rồi? Xa chầu ố sùng. Xa chầu ố sùng. 62. À 72. 72. Không. Ôi cẩn thận nhá, gãy nhá. Dạ, nhắn đi tao sẽ xong hả? Nhắn là đi. Nhớ này xong nếu mà cầu xong từ tao rồi. Cầu xong. Nghĩ là sống ở đây thì mới là 10 năm thôi. Ừ, là 10 năm rồi. Em đưa máy cho anh Trọng cầm. Em đưa máy cho anh Trọng cầm. Xong rồi cùng thầy trò chuyện. Hả? Nè tự tí nè tự bỏ nữa. Ồ, lì ạ. Bê tự chí tao bỏ bê mua y lũ à. Y tù nông. Bye bye. Bye bye nè. Bye bye. Dạ dạ. Tôi mới luôn bye bye. Giờ mà lúc bé đi chả? Dạ chứ chả. Dạ. Dạ chứ chả. Dạ chứ chả. Bò nè. Mua thì dạ. Mua thì dạ. Từ lo. Từ giờ lo từ bò lo. Từ giờ lo bé xong. Ông 72. Bà 69. Bà là già, ông là chợ nhà. Đấy. Châu xa sông. Vâng, ông bà ở trên này được 10 năm rồi. 10 năm tách biệt với thế giới bên ngoài có lẽ là phải đánh đổi rất nhiều. Và đương nhiên rồi, khỏe mạnh là cái điều mà anh em mình thấy rõ nhất. Đấy. Giờ mua tui mua. Một lô tủ. Lô tủ tủ. Ờ, trà chỉ nhỏ cũng tủ à, lò nhỏ. Chỉ tủ nhẹ à, lò rô tế nè. Ờ. Rô tế nè. Rô tế nè là. Ừ. Thế tủ có hẳn tế nè nè nè. Tủ tủ mà chỉ mua tế vào nó, dù tủ trong chỉ mua tế nó, tủ tủ nhẹ. Ừ. Ít xong mà dù tủ mỏ nông nè. Ờ. Cho ní mỏ mông lộ hoa chỉ mua. Cho ní mỏ mông lộ hoa tế chỉ mua. Ồ, bây chọc cái tì tủ tà mà. Ồ, bây chọc cái tì lộ nì tà là.
Ông là ông có ba cậu con trai và ít tuần trai rồi nhỉ? Plong tuần trai, plong tuần tú. Ôi dồi. Bốn con trai, bốn con gái, tuyệt vời luôn. Quá giỏi. Bốn trai, bốn gái, ông bà. Quá tuyệt vời. Có lẽ là người lớn, con lớn nhất của ông chắc cũng phải gần 50 rồi, hoặc hơn 50 rồi. Dạ, từ tú lớn rồi mới ra chồng à? Chí cháu nhu chồng mà chí cháu, chí cháu y vậy đấy. Dò dò. Đúng rồi. Bò luôn. Vâng. Ông cũng nói được tiếng phổ thông một tí nhỉ? Ờ, không biết thôi. Biết. Ông bà ở đây chăn được 7 con dê. Rất tuyệt vời. Và có gà nữa. Đấy là cái hình thức chăn nuôi duy nhất. Rồi gà của ông này, gà bản. Phơi phới luôn. Bây giờ ông cho cháu vào thăm nhà một tí nhá. Một số lúc chơi đi. Tao tao. Tao mà. Theo chân anh em mình. Ai da. Ờ. Chị ủa chà. Ừ, cho đi chín chai na na. Chín chà. Mua tu na na. Tu na mà. Bác cửa tấu. Ông làm một cái cuộn tấu thế này bán được bao nhiêu tiền nữa? Một trăm bao nhiêu? Ờ, cái này là nếu mà làm đẹp thì 100,000. 100,000. Nếu mà xấu xấu thì. Qua ilu lì tàu ilu tàu. Ilu à? Ilu mà tàu ilu à? Ilu ilu là. Ồ. Thế là cái nghề kiếm tiền của ông là đan củi tấu. Một ngày nếu mà ông khéo tay hoặc có sẵn nguyên liệu thì ông sẽ làm được một cái mang ra chợ bán là được khoảng 100,000 quay đầu. Nhưng mà để đi từ đây ra chợ thì ông sẽ phải mất khoảng 3 tiếng nếu đi bộ. Dạ. Một tỏ khư mà một tờ sức mà bê tành trông. Ồ, mù còn đi mù mà bê tành không? Bê tành trông. Ừ, mì tương phơ rồi đấy. Ừ. Bố linh nông khư mà bê tành bê mù là lô? Lo tành bê mù là lô? Bê tành xem cho mù. Ôi dô dô. Đi chợ xong làm bát phở cho anh em. Đi chợ bán cái này cho làm bát phở này. Anh em mình sẽ dần dần chia sẻ cuộc sống của ông bà một chút. Mọi người có thể thấy là cái để mà ra tiền thì là ông có những cái nghề đan lát thủ công rất là khéo tay. Ngoài ra thì ông còn có nghề nữa là chăn nuôi gia súc gia cầm. Còn lương thực chính chủ yếu của ông sẽ là trồng ngô ở cả cái quả đồi này là ba anh em ông là người quay quản quả núi này. Và khi mà ông ra ở đây ấy, thì cũng bắt nguồn nguyên nhân như đã chia sẻ đây là do có đông con quá, gia đình khó khăn, không có đất để ở nên đành ra đây, ra nương ở và cứ ở như vậy được 10 năm rồi. Ở đây thì gắn liền, nhà của ông rất là xịn, lưng thì tựa núi mà cửa thì hướng ra khu vực du lịch, cực kỳ view đẹp. Anh em có thể, mọi người có thể xem những cái shot mà anh em mình chèn vào quay video bằng flycam ấy, rất đẹp. Ở đây thì yên bình nhé, ở đây rất là yên bình và thậm chí là con chó nó còn không sủa người lạ, rất là thân thiện. Đây là tất cả đồ nấu nướng của ông này. Đó. Giờ, hao mù chó thôi à? Hao đi nào? Hao nè. Hả? Tu cai bự. Ừ. Cái đoạn lúc này anh em mình nói mọi người đấy là chuồng gà. Đó là chuồng gà. Chuồng gà. Cho nên mua tảnh san tô chứ. Tảnh san tô mà mình cứ bao đấy. Khi tao tao. Chỉ mua lúc khi tao. Tua là. Một trâu tảnh mà nếu thế tua nữa chứ. Cho tua là. Cho tà đấy. Một trâu tảnh mà thế tua. Cháu tay mà lỡ khi là đấy là cài tự động đúng không? Cứ tối là sẽ sáng mà sáng là sẽ tối. Đây cho nên nó mỏ mông rất lớn bò à giờ nó mỏ mông rất là rau rau cải đấy. Cái lối này lúc nãy anh em mình có hỏi ông ấy thì ông bà sẽ vẫn chui đi được và là nơi gà ở mọi người nhé, chuồng gà rất là xịn đấy. Bà là 69 tuổi vẫn rất là đẹp lão.
Đó. Ủa lý, chỉ mua đây hả mà? Mua mà. Đây có bộ bè lò. Ờ. Chú đây lò, cho có sự chú lò như mì tố. Đây chỉ đây hả? Không xa bao nhiêu á. Không xa bao nhiêu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ủa lý, ý chồng cháu nói cháu à nhờ? Ồ, đây á. Ừ. Ừ. Chắp ra ừ. Ừ. Xe đu cả mùi dùm bè lửng nó à. Đây. Dịp sau thật sỏ nhảy nó con đi hứa lộ. Vâng, bật mí với quý khán giả và mọi người. Mà phố cái hứa lộ. Chị tóm nó đi. Bất chào Wally à? Ừ, đây ồ. Chị chạy tù nà. Chị chạy tù nà. Nắn nó. Câu trả lời chắc chắn mọi người đều biết rồi, ông nói làm như này để tránh chuột ăn, mà thực tế làm thế này chuột vẫn ăn. Chuột vẫn ăn bình thường đây này mọi người này. Đấy. Hôm nay chia sẻ với mọi người là anh em mình đi qua cái bản làng này để mà làm một vài thức phim để quảng cáo du lịch thôi, thì vô tình bay flycam thấy ở đây hình ảnh rất là đẹp nên anh em mình cố tìm đường để đi vào, do vậy là cũng không mua được gì cho ông bà cả. Trong nữa thì cháu Hiệp sẽ biếu ông bà một vài đồng để ông bà có thể tự đi chợ. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ hỏi ông xem là bao nhiêu lâu là ông bà đi chợ một lần nhỉ? Thì là ít xong mua mua khứ ít giờ chị mua sáu bảy năm là chưa đi chợ lần nào. Bà không biết chợ là thế nào rồi. Ôi mà xa sông chị tao nói đành ít đành phanh lửa. Chị tao trâu xa sông chị tao nói ít phanh lửa. Được rồi. Ít phanh. Sáu bảy năm mình cứ lấy con số to nhất đi là 7 năm. Bú à, tôi cho ư mà bú bánh này, bú tha này, bú à. Chưa lì chưa? Ừ. Hà kia mà mà ớt tụ mà tôi mà lu cô hà kia. Tôi đẹp bò lò lò một tờ khư nhớ này chỉ bỏ ý lúc chua khá khá hẳn nè. Mà cô đẻ ớ lò lò mà mất ta chè một chị tầm chè chị tao to này. Vâng. Đấy, mọi người thấy là cái bếp của ông bà đây. Và đây là không gian sinh hoạt của ông bà. Ăn mèn mén thôi nhé. Tất cả đều là tạm bỡ. Yeah, lũ trà này ớt tổ bơ trên chai rất lẻ. Chà. Đây là gà ở với người chung luôn một cái nền này. Đây là một cái hốc đá thôi. Bà tôn đất lên sau đó là ở và xếp đá lên. Đây cái giường của ông bà ngủ đây. Cái màn cũng được gọi là cựu chiến binh luôn rồi. Đó. Hai ông bà ngủ trên này bằng những cái... thanh gỗ mà đốn ở trên núi về sau đó là vắt ngang ra thành cái giường thôi. Thật ra một cái đặc điểm của gỗ ở trên núi là nó rất là chắc chắn và đun củi nó rất là được than. Chính vì vậy mà ông bà sống ở đây 10 năm rồi, 6-7 năm chưa được ăn bát phở nào, chưa đi chợ lần nào cũng không sao cả. Đó, đấy là đối với bà, còn ông thì ông lâu lâu ông đi mua muối mua mắm thôi. Còn đâu là các ông, các con mang vào cho thì có cái gì thì ăn cái đấy. Đấy. Ủa lê là ý lưu lì tao ý nên nói tảnh cây cho tao à. Mùa lúc này mùa gió xuống nó là? Ồ, mùa gió xuống nó. Ờ, ôi giời ơi. Ờ, giờ là. Ờ, chỉ mò là tàu là lơ. Bên lò lò chỉ mò mà tàu là lơ. Chỉ mò là chỉ tàu nó là lò lò tổ phố chỉ tàu tú. Ừ. Chật quá nhỉ. Bố lì nà lò mà nà lò mà tú ơi chính xác là lò chỉ tàu nên nè à chùa tới chính xác á rồi rồi nè nó chỉ có từ gì còn chùa
thiệu cho cháu. Lúng của hôm nay thì em vào đây. Chú, giờ mụ tàu tế là mọi lúc à vòng à lúc vòng nè vòng này tế qua tàu là tàu mà vô lâu liu qua tàu á tàu mà cha tàu nhiều tàu tàu mà ai ó dừng lo ồ tức là ông 72 tuổi vẫn đi cày như thanh niên tráng sĩ cứ đi vườn vượt thôi. Nếu mà có thể di chuyển ra ngoài thì các bác sẽ nhìn bên trong hơi khó rồi, bởi vì ánh đèn chiều thì nó sẽ khó nhìn bên trong một chút. Tuy nhiên thì căn nhà này anh em mình hiện tại 4 người đang đứng ở trong thì nó cũng đã là khá là chật chội. Tuy nhiên thì cuộc sống như thế này mới là đáng sống. Để nhó từ bỏ. Để nể hào nào. Hết thứ. Ờ. Cha có su lo là. Cha có su lo. Tôi nghĩ là trên đồi của ông bà là có một cái vũng nước. Vũng nước mưa của ông trời thôi. Sau đó là ông dẫn ống nhựa xuống đây, mái nhà mọi người thấy này, mái nhà bằng sáu hiệp đứng thôi. Đấy, đây anh em mình sẽ di chuyển ra đây một chút để quý khán giả và mọi người cùng xem khuôn viên ở đây xem như thế nào. Ông bà nuôi gà đen luôn nhá, gà đây là 200.000 một cân này. Đấy, hòa quyện vào thiên nhiên luôn. Ông bà tận dụng được những cái viên đá, những cái viên đá sau đó là tự xếp chồng lại trở thành một cái bức tường bao quanh cả cái căn nhà của mình luôn, biệt phủ của mình luôn. Và rất là nhiều những cái cây hoa bạc hà vẫn hiện diện ở đây. Và thuốc lào thì ông tự trồng đây rồi, tôi nghĩa là tự cung tự cấp hoàn toàn. Đây là những cây thuốc lào mà ông trồng để ông hút đây. Đó, nhà bao quanh nhà ông thì đều là những cái bức tường đá được tự dựng đây, bạt ngàn là hoa bạc hà luôn. Đó, anh em mình đi tìm dược liệu để mà mở rộng cái mô hình chăm ong. Thì vô tình bay flycam thì thấy ông bà có một cái cuộc sống đúng chỉ có hai cụ ông cụ bà. Thật ra cháu Hiệp đi quay khám phá như thế này thì không biết chia sẻ làm sao cho nó hay như mọi người, như các kênh của anh chị chuyên làm khám phá. Và không biết là đặt tiêu đề hay là đặt những câu hỏi làm sao để khai thác được. Tuy nhiên thì đến đây thì cháu Hiệp cung cấp được cho quý khán giả những ai muốn đến khám phá. Có địa chỉ tại Ha Cá Thìn của xã Giàng Châu Phiền, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ông bà già và ông trợ, đấy, 72 và 69 tuổi, có 8 đứa con và một mình cai quản cả một quả đồi này, vòng cung rất đẹp. Đấy, ông bà gần như là tự cung tự cấp trứng gà, gà con, gà thịt, rồi là dê thịt, đây mới là dê núi. Đấy, và nhà có thêm một bạn cún rất là đáng yêu như này nữa. Đó, gần như là ông tự cung tự cấp. Và nhà cửa thì mọi người thấy là ông cũng rất là tinh vi, rất là tinh xảo, đục đẽo những cái khuôn đá, sau đó là nhét cái cây vào để mà biến thành những cái mố cột, sau đó là lợp lên là ở thôi. Đấy, bây giờ thì mời quý khán giả theo chân cháu Hiệp nhé. Từ từ là xoáy vào 9 tuổi lắm. Rất ấn tượng là vào cửa ông là có một cây ổi rất đẹp. Ở đây ông còn trồng được cả hoa phong lan nữa quý khán giả. Hoa phong lan núi rất là đẹp. Ở cái góc bên này lúc nãy cháu Hiệp có nói đấy là ông bà là để nuôi gà. Đây, nuôi gà đây. Có rất là nhiều phân gà đây, mình không để ý chút thôi. Ông bà có trồng được cả gừng nữa. Gừng để khi mà rang thịt gà lên thì sẽ tiếp theo. Nào, đi vào nhà đi. Đấy. Đặc tính của loài chó mà mông là gì? Có khách đến là sẽ rất là để ý, chỉ cần có một cái hành động mà mình cảm giác như muốn tấn công vào cái lãnh địa của gia đình là sẽ lập tức là bị sủa ngay. Đây. Ô, ông bà còn trồng được cả đỗ tương này mọi người này, đỗ tương để làm đậu phụ các thứ đây này. Đấy. Rất nhiều. Đó. Đi vào nhà trò chuyện với ông một chút nhỉ. À, bà bắt đầu đi thả dê hay là cho dê ăn đây? Chị mà mua chai ở kẻ lơ.
cái nó mà cho một cái trống, cái nó mà lại cho dấu này là phu quá. Đây trọng di chuyển vào trong này để anh em mình tâm sự với ông một chút. Ông vẫn nói được tiếng phổ thông một xíu, chứng tỏ là ông cũng thường xuyên ra ngoài kia đúng không? Tiếng phổ thông bia y. Bia y đây. Không đến nhau bia y. Vâng. Bao mà mẹ nó mổ. Ờ, ly là. Mì tu mì xài lò chua gì lắm? Lò ni nào? Yô lì lò chua ý dấu mà. Ờ, ly à. Mò mà hù tẩy xưa, giờ có dùng lò tẩy gì dùng? Ờ, giờ mà dòng á dòng là chỉ dòng mà liên lạc chỉ tàu á là lâu chỉ tàu kê à mò mà chỉ bao quả trà ua chắc đi tàu giờ cho là tàu ra cho đây là đậu nhé để mà làm giống và lấy vụ sau lại tiếp tục thế nhót cho đi tàu cẩu sông mà chỉ bỏ tù nam á chỉ mua mà ở đây có chăng là có chăn đá thôi chứ rắn thì không sợ, chỉ có chăn đá là cùng thôi và chuột thì nhiều. Đấy, có một cái bóng đèn duy nhất là cài tự động rồi, tối là nó sẽ sáng và sáng nó sẽ tắt. Đấy. Nước ở đây bà thấy rất là tiết kiệm, rửa tay cái là vẫn để nguyên, nước uống cũng hết sức là tiết kiệm. Đấy. Đúng là cuộc sống thì mỗi người mỗi vẻ. Và cái người biết hưởng thụ có lẽ là như thế này. Và đương nhiên cũng vì là cái hoàn cảnh cuộc sống mà ông bà mới lên ở như thế này. Giờ bao và lúc cỡ chứ là? Bao lúc cỡ chứ bố. Đây là một cái nghề thủ công đan cây trúc để mà làm cái củi tấu. Ngày xưa thì khi mà chưa có phát triển của công nghệ thì không có những cái củi tấu nhựa, thì gần như là chỉ có sử dụng cái củi tấu đan bằng trúc này thôi. Và giá trị rất là cao. Bây giờ thì có cây trúc rồi thì có cái cùi tấu nhựa rồi thì cây trúc này gần như là cũng chỉ để làm những cái đồ khác thôi, xào phơi các thứ thôi. Và gần như giới trẻ bây giờ ít ai biết được làm như ông đan lát những cái dụng cụ để phục vụ cho chính cái hoạt động sản xuất của họ. Ngày xưa thì người Mông đi nương ấy thì chủ yếu là điều cùi tấu thôi. Bây giờ thì cùi tấu nhựa đầy ra chợ rồi. Đấy, cứ thế ra chợ là 50.000 là có. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà giảm giá thành của những cái sản phẩm như thế này. Một ngày ông làm được cái này tức nghĩa là ngồi đan thôi. Chứ còn nếu mà để mà tước cả trúc tre nữa thì ông sẽ phải mất tầm 2 ngày. Thì mới làm được một cái củi tấu như thế này. Rất tỉ mỉ và công phu. Và bật mí với quý khán giả một chút là đối với cái sản phẩm này thì nếu như dùng mà không bị dính nước, bảo quản tốt thì 10 năm vẫn dùng thoải mái. Không hỏng được. Đấy. Đây, đây sẽ là những cái có cho nên một khứ chúa là gì? Cái này là cái vỏ của cây móc đấy. Đấy, cái vỏ của cây móc mà có cái phần đuôi này này, rất là giống đuôi ngựa nhưng mà không phải, đây là từ cây móc nhé. Cây móc mà các con cầy hương hay ăn quả của nó này. Xong là ông lấy về ông tự tết. Đấy, sau đó là sẽ làm cái ly giờ nhỉ. Đấy, sẽ làm cái quai đeo. Tần như là ông tự vùng tự cấp hết thôi. Ý xong mà chị cháu nó hắn tàu lìa giờ. Ý xong. Ope lì. Thay ope lì vô. Ope lì chị cháu nó. Ô lì. Một năm ông vẫn đói 2-3 tháng. Đấy là lý do vì sao mà ông không ở với ông con cái. Bởi vì là 4 cậu con trai thì cũng hết sức là khó khăn. Cho nên là phụ tổ trì là. Với dù nó phụ giáo là. Dù phụ mà. Một ngày cho một ngày thả. Đây. Trồng được cà chua này. Cà chua này ở mình sẽ quái ở nương sau đấy mình ăn cái này mới ngon này. Cà chua bi này rất ngon này. Ngô thì gần như là lương thực của ông bà hiện tại thấy chỉ còn một vài cái bắp ngô và hai cái tải ngô cho gà này thôi. Đó, treo rất cẩn thận nhé. Rất là chật hẹp bởi vì góc quay mọi người có thể thấy từ chỗ máy quay đến chỗ cháu Hiệp đứng thì nó chỉ rơi vào khoảng 2 mét thôi. Nên là cảm nhận cái cuộc sống của ông bà có phần khó khăn nhưng mà cũng có phần tự do, tự tại, tự cung, tự cấp. Đó. Đường đi thì hết sức là khó khăn. Như bà chia sẻ là từ lúc ra đây thì được 7 năm rồi bà không đi chợ và cũng chưa biết cái mùi bát phở ở chợ nó thế nào rồi. Đó. Chân đi cho ác chả chả?
Ừ. Cái gì nào? Cái đậu. Đậu tương. Đậu tương à? Ừ. Cà pau. Quá đất trẻ chưa? Đầy như là nắn nổ. Ồ. Ồ. Mang đi nghiền về à? Ừ. Cái này là chắc là phơi khô rồi để bảo quản thôi. Ừ, không, cái này là ông đi nghiền về rồi. Không để đây lúc nào ăn thì nấu thôi đúng không? Ừ. Tất cả mọi thứ gác bếp. Thế nên là lý do vì sao có thịt lợn gác bếp rồi mọi thứ gác bếp của vùng cao mới là đặc sản. À đây, lún này là lún lò chả. Lò chả. Lò chả sông cải. Lò chả sông cải đúng rồi, cái thớt của ông này. À, sạch sẽ lắm. Không phải sạch sẽ mà có lẽ là lâu không thấy thịt rồi nên là rất là khô ráp luôn. Đây, muối. Non chè chứ là chỉ một súp là, súp. Muối mà. Súp này, hòn này. Đây, đây. Đủ là tôi số là cả là tôi chứ à. Liều. Đây. Sát vách núi luôn, đồ đạc cái đơn giản thôi. Ô lý giờ cũng phong hầu cháo dấu. À. Hầu cháo dấu. Hầu chỉ mua. Hầu chỉ mua. Nhóm mua mà nên nếu chuối tí tê hầu với xì mà chỉ mua. Ông bảo nếu có rượu thì chắc mời anh em mình một ly uống chơi rồi. Thế thì chắc là lâu lắm ông thì khả năng là con cái đưa thì mới có rượu uống thôi đúng không ông? Tụ tú cá lò mà tàu mua tàu hầu nhỉ? Chỉ cá lò mà xả đâu. Dùng một dúa dùng lò nè. Tàu hắn tàu trông chỉ tàu hầu cháu hả? Hầu lâu đi chỗ ta này là tú luôn. Ý khử từ hầu ý dầu. Ây à. Tức nghĩa là ông mà ra chợ là ông vẫn tìm bạn hiền để làm một vài ly cho nó sướng cái sự đời. Khéo tay nhỉ, già khéo tay thế. Nên bây giờ trọng là quay. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye nha. Đấy, nhà ông có 7 con dê, mười mấy con gà mà riêng con chó này không bao giờ sủa anh em mình, không dám sủa.